Rồi, Kim Sơn xin chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình an lành và hạnh phúc luôn. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 12 rồi. Còn lại một ít thời gian nữa là chúng ta sẽ kết thúc một năm dương lịch nha cả nhà. Âm lịch thì vẫn còn. Rồi thì hôm nay cả nhà Sơn đi đi xuống tỉnh nha. Cái này ở quê giờ cái này kêu là cái gì ta kêu là cái gì đi ở quê xuống phố nè. Ở thì ở đây là trung tâm của tỉnh nha cả nhà. Ở đây là khu vực quảng trường trung tâm của tỉnh. Thì hôm nay cuối năm ở tỉnh có tổ chức một buổi nhạc, một buổi đêm nhạc, nhạc điện tử ở tại quảng trường. Thì trong lúc mình chờ đợi thì mình sẽ đi dạo ở bên phía này là gọi là khu vực huyện bảo tàng cả nhà, khu nhà bảo tàng. Không biết là năm nay có làm trưng bày hoa cảnh hay không, nhưng mà giờ thời điểm này giờ này vẫn chưa thấy sắp xếp. Thường thì mỗi năm là ở khu vực này là tổ chức hội họ xuân này cả nhà, tổ chức hội họ xuân ở đây rất là nhiều bạn. Ở đây thì khá là mát mẻ cả nhà. Gia đình mình đi dạo, mình sẽ đi lên khu vực cao, mình review xuống nha cả nhà. Hồ Chủ tịch. Trời. Một năm cũ chuẩn bị khép lại rồi cả nhà. Chúng ta sẽ đón chào một năm mới. Hy vọng rằng một năm mới thật nhiều thắng lợi mới cả nhà. Sao nè? Không được con, cao lắm. Con gái mà cao. Ở đây là có tượng đài Hồ Chí Minh nè cả nhà. Ở đây là khu vực bảo tàng trưng bày những cái hiện vật. Đây, ở phía xa xa kia là cái dàn sân khấu đó cả nhà, để chuẩn bị cho đêm nhạc nè. Bây giờ mình sẽ đi qua đây mình review, mình ở trên cao mình review xuống. Ở đây thì gió rất là mát nha.